Trong những tử tù đang chờ thi hành án tại trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng, có những tử tù đã phải sống trong buồng biệt giam dài đằng đẵng từ 6 đến 10 năm. Không ít tử tù đã nhiều lần viết đơn xin thi hành án sớm. Lại có những tử tù viết đơn thi hành án nhiều lần không được xem xét, giải quyết, nên nuôi hy vọng và viết đơn kêu oan và xin tha tội chết. Sát thủ súng hoa cải và nỗi day dứt muộn màng. Ở trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng, tử tù Lê Xuân Trường, tức Trường Ăn Cắp, 38 tuổi ở xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, được biết đến là một tử tù tốn cơm trại nhất. Đến năm 2021, Trường sống kiếp tử tù đã 13 năm. Chứng kiến nhiều bạn tù lần lượt đưa đi thi hành án tử hình, thậm chí có nhiều tử tù nhập trại sau mình gần chục năm, đã bị đưa đi đền tội. Tử tù Lê Xuân Trường không khỏi say dứt. Theo một cán bộ quản giáo trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng, thì tử tù Lê Xuân Trường đã 5 lần viết đơn xin thi hành án sớm, bởi thời gian sống trong buồng biệt giam quá lâu. Tuy nhiên, những lá đơn của tử tù này gửi đi chưa được giải quyết. Trường Trộm được cho là một trong những đối tượng đầu tiên dùng súng hoa cải ở đất cảng. Lật dở những trang hồ sơ về gã giang hồ đất cảng này, bất kỳ ai cũng rợn tóc gáy với những tội ác dài dằng dặc như giết người, cướp của, cố ý gây thương tích. Thế nhưng khi nghe tin được lên chức bố, tên tội phạm khét tiếng này đã cục đầu xuống bàn khóc nấc lên từng tiếng. Năm 2005, Lê Xuân Trường bắt đầu trở thành kẻ đâm thuê chém mướn có máu mặt ở đất cảng với hàng chục đàn em dưới trướng. Từ đây Trường Trộm đã quyết định mở rộng địa bàn làm ăn sang đất Quảng Ninh, câu kết với những tay đao búa khác với phương châm chơi đẹp làm anh em, còn cướp của nhau thì nói chuyện phải quấy bằng dao kiếm súng đạn. Lúc đang sống trong những tháng ngày ngạo nghễ nhất, thì vào khoảng 23 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2005, do nghi ngờ Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1984, ở thị xã, nay là thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nhân viên quán karaoke Thủy Sinh tổ chức chém người anh kết nghĩa của mình, Trường đã cùng đàn em mang theo kiếm, mã tấu sang Quảng Ninh tìm Mạnh để báo thù rửa hận. Tại đây, đám đàn em của Trường đã dùng dao tác động anh Mạnh, đến khi gục xuống mới bỏ đi. Được cấp cứu kịp thời, anh Mạnh may mắn thoát mạng. Sau khi ra viện, nạn nhân đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an. Các đàn em của Trường lần lượt bị bắt giữ. Riêng Trường Trộm thì nhanh chân trốn thoát và sống chui lủi khắp nơi. Cuối cùng, điểm hắn chọn làm nơi trú ẩn lâu dài chính là thành phố Móng Cái. Thời gian lang thang kiếm ăn ở vùng biên giới Việt Trung cũng chính là lần đầu tiên Trường được mục sở thị súng bắn đạn hoa cải. Hắn thầm nghĩ, nếu có súng trong tay, sẽ nâng số gắn mác của mình trong giới giang hồ, nên đã thừa một khẩu với giá 2 triệu đồng. Từ đây, Trường Trộm được giới giang hồ đất cảng nhắc đến như một kẻ khát máu, bởi hắn cứ rút súng ra là phải bắn một ai đó để triệt hạ hoặc dằn mặt thị uy. Sau 7 tháng nằm im thở khẽ và nghe ngóng tình hình có phần yên ả, Trường Trộm bắt đầu tụ tập đàn em trở lại và quyết định đi cướp. Khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2006, Trường cùng một số đàn em mang theo súng và mã tấu đi săn mồi tại khu vực chân cầu Kiền. Khi đến nghĩa trang xã An Dũng, huyện Kiến Thụy, thì chúng phát hiện có một đôi trai gái chở nhau bằng xe máy. Nhóm cướp rồ ga đuổi theo. Trường bắn một phát súng uy hiếp, nhưng vì sợ quá nên đôi trai gái cố tăng ga bỏ chạy. Đúng lúc này, nhóm cướp phát hiện từ đằng sau có một người đàn ông điều khiển xe máy vượt lên. Ngay lập tức nhóm của Trường đuổi theo, đạp người đàn ông ngã xuống đường. Không chỉ cướp xe máy, Trường còn tàn bạo nổ một phát súng vào giữa ngực nạn nhân. Tuy nhiên, việc điều tra phá án gặp nhiều khó khăn do vụ án xảy ra vào ban đêm ở vùng giáp danh, không có nhân chứng. Cho rằng mình đã gây án một cách tinh vi khiến lực lượng công an không thể tìm ra manh mối, nên những vụ sát hại, cướp, đâm chém động trời khác được Trường và đám đàn em tiếp tục ngang nhiên thực hiện. Ngày 16 tháng 7 năm 2006, Trường dẫn đám đệ tử mang súng hoa cải, dao kiếm đi đòi nợ thuê. Sau khi nhận được điện thoại của khách, Trường đã đến rút súng, dí thẳng vào bụng con nợ để uy hiếp buộc phải đưa cho chúng 10 triệu đồng. Đúng lúc này thì có một nhóm bạn của con nợ đến. Nhóm của Trường ngỡ họ là công an nên đã bỏ chạy. Vừa chạy, Trường vừa không quên bắn một phát súng chỉ thiên lên trời để dằn mặt con nợ. Với bản chất hung hăng, trên đường tháo chạy, Trường cùng đàn em còn rẽ vào cướp một sới bạc.
Tại một đoạn đê ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thấy một đám người đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Trường cùng đàn em tiến vào giả vờ chơi rồi dí súng vào mặt các con bạc và cướp hết tiền. Ngoài việc dùng súng đi đòi nợ thuê, cướp, triệt hạ hoặc dằn mặt những băng nhóm giang hồ khác, Trường còn nghênh ngang đến độ thay mặt cả lực lượng chức năng để dẹp nạn đua xe bằng súng. Gặp bất kỳ một nhóm thanh niên lằng lách đánh võng nào ngoài đường, thấy ngứa mắt là Trường lập tức xách súng, bắn nổ lốp cho bọn nó chừa. Chưa hết, với thói quen rút súng là bắn, Trường trộm còn nổi tiếng bởi sự tàn độc khi không ngần ngại nhà đạn để cướp của người quen và đồng đảng. Và cũng chính từ vụ lấy số một băng nhóm khác đã khiến Trường trộm không còn chỗ dung thân trên đất cảng, khi bắn vào bụng là mất mạng trùm giang hồ khét tiếng Trần Thái Bảo. Sau khi gây án, biết khó có thể nằm lại được Hải Phòng, Lê Xuân Trường cùng đàn em trốn lên Hà Nội để tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Với quyết tâm phải phá bằng được vụ án, Ban Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã giao nhiệm vụ cho Chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự và đội trọng án trực tiếp chỉ huy chuyên án. Hành trình vây bắt tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Trường trộm đã diễn ra rất gian nan, thậm chí có lúc đe dọa đến cả mạng sống của các trinh sát. Một lần cùng anh em trinh sát nằm trong bụi cây để theo dõi ổ nhóm của Trường hoạt động, thì bỗng nhiên hắn sinh nghi, rút súng xả một loạt đạn về chỗ trú ẩn của chúng tôi. Mặc cho đạn sượt qua người, nhưng anh em vẫn phải nằm im, bởi lúc đó chúng tôi mà đứng dậy nổ súng thì chỉ có thể hạ gục được vài tên, số còn lại sẽ trốn thoát và tiếp tục lộng hành, một trinh sát kể lại. Hàng chục trinh sát đã phải ngày đêm lăn lộn khắp các nơi để nắm bắt tình hình, thu thập những thông tin dù là nhỏ nhất liên quan đến Lê Xuân Trường. Sau hơn một tháng trời truy tìm manh mối, các trinh sát phát hiện Trường đang yêu một nữ sinh lớp 12, nhà ở khu vực D Trần Khát Chân, Hà Nội. Sẩm tối ngày 2 tháng 12 năm 2006, hai mũi trinh sát ở Hà Nội đã phát hiện Lê Xuân Trường đến gặp và đón người yêu đi chơi. Qua điều tra, trinh sát còn nắm được thông tin Trường có quan hệ với Trần Tuấn Hùng, tức Hùng Hà Nội, ở ngõ 325 đường Giảng Võ, phường Cát Linh, Hà Nội. Sau khi biết chắc những nơi Trường thường lui tới, chiều ngày 3 tháng 12 năm 2006, nguồn tin cho biết tối cùng ngày, nhóm của Trường sẽ tụ hội tại một nhà hàng ở đường Nguyễn Chi Thanh, Hà Nội. Xác định thời cơ đã đến, ngay lập tức lệnh cất vó được ban hành. Hàng chục trinh sát đã cải trang và cắm chốt dày đặc trong và ngoài nhà hàng. 30 phút sau, kế hoạch hành động vẫn không thể thực hiện, bởi các trinh sát báo ra là trong nhóm còn thiếu một tay chân đắc lực của Trường là Bùi Văn Ngọt. Không những thế, dưới chân Trường luôn có một chiếc ba lô, rất có thể có súng hoa cải để bên trong. Lúc này nhà hàng lại rất đông khách, nếu lập tức vây bắt có thể sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Vì lẽ đó các trinh sát phải đánh ém quân, tiếp tục tính toán phương án tác chiến. Suốt gần 2 giờ đồng hồ mai phục, cuối cùng Bùi Văn Ngọt xuất hiện. Các mũi đánh án lập tức vào vị trí để chuẩn bị ập đến khống chế đối tượng. Thì đúng lúc này, Lê Xuân Trường đứng dậy ra về. Lệnh tấn công đã được phát ra, Trường và đồng bọn sắp xa lưới. Thì bất ngờ hai cháu nhỏ ở bàn bên cạnh chạy ra nô đùa với nhau ngay gần bàn ăn của những tên sát thủ. Vậy là tất cả kế hoạch vây bắt đối tượng tại nhà hàng bị đổ bể. Với quyết tâm phải bắt bằng được băng nhóm này, nếu để chậm chế thì chúng sẽ gây ra những vụ khác, nên ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch vây bắt các sát thủ Hải Phòng ngay trên đường phố Hà Nội. Các trinh sát được điều động rút khỏi vị trí và chia làm nhiều tổ. Một tổ bám theo nhóm sát thủ, những tổ khác thì đi trước chặn chốt dọc tuyến đường về nhà Hùng ở phố Cát Linh như La Thành, Giảng Võ, Cát Linh. Sau hơn chục phút bám đuổi, nhóm của Trường đi đến ngã tư Giảng Võ đê La Thành thì phải dừng lại do cặp đèn đỏ. Xác định đây là thời cơ có 102, hàng chục trinh sát từ nhiều phía ập đến, khống chế và bắt gọn Lê Xuân Trường cùng toàn bộ đồng bọn ngay trên đường. Trong những lần trò chuyện với các điều tra viên, Trường tâm sự rằng hắn có vợ ở quê hiện đang mang thai sắp đẻ. Hắn thường hỏi về những người thân của mình rằng không biết vợ có khỏe không, đã sinh em bé chưa. Nắm được tâm lý của Trường, chỉ huy ban chuyên án đã tìm đến nhà hắn. Lúc đó vợ Trường đã sinh một em bé trai. Ngay ngày hôm sau, thông tin này đã được truyền tới cho tên sát thủ lì lợm. Trường đã gục đầu xuống bàn khóc nấc lên từng tiếng, rồi xin cán bộ một tờ giấy, một cái bút, cặm cụi viết kín hết mặt giấy này đến mặt giấy khác. Không một lời hỏi cung truy xét, hắn viết ra tất cả những tội ác của mình,
kể thật chi tiết những vụ giết người, cướp tài sản hay trả thù cá nhân. Sau khi viết xong, hắn còn nhờ chuyển lời tới vợ hắn, nhớ đặt tên con là Lê Xuân Ánh Sáng, với ước mong nó sẽ đi theo con đường sáng, lương thiện, chứ không đi vào con đường tội lỗi như bố của nó. Ngày 31 tháng 1 năm 2007, Lê Xuân Trường bị tòa xử phạt mức án chung là tử hình cho 4 tội danh, gồm giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích và đánh bạc. Ở trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng, Trường luôn xác định sống thêm một ngày là có thêm 24 giờ hạnh phúc. Bởi từ hồi vào đây, em đã chứng kiến hơn chục trường hợp đi trả án rồi. Nhiều đêm đang nằm ngủ, chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ cũng đủ để giật nảy mình run lên sợ hãi. Vì đêm là lúc cán bộ hay lấy người đi thi hành án. Lúc đó cửa buồng mình mà mở thì coi như hết. Tử tù Lại Văn Ghi và những chiêu trò chống đối. Đã nhiều năm sống trong buồng biệt giam, chứng kiến nhiều tử tù đã bị đưa đi thi hành án tử hình. Tử tù Lại Văn Ghi 52 tuổi, ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, không chấp hành nội quy, quy chế của trại, giờ nhiều chiêu trò chống đối cán bộ quản giáo. Lật lại vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 16 tháng 11 năm 2012, Lại Văn Ghi đã gây ra vụ án khiến dư luận hết sức căm phẫn. Khoảng hơn 20 năm về trước, chị Tô Thị U, sinh năm 1962, ở thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, là bạn làm ăn với Ghi. Bước lạc lối, Ghi phạm liền hai tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, phải lĩnh án 17 năm 6 tháng tù. Mãn hạn tù về quê với hai bàn tay trắng, bị vợ con ruồng bỏ, Ghi trở thành kẻ thân cô thế cô. Ghi tìm gặp lại chị U, trái tim của người đàn bà đơn thân rung động, và chị U đã nói với con trai về chuyện tình cảm của mình, ngỏ ý muốn Ghi về sống chung để có người đàn ông nương tựa. Sống cùng chị U, Ghi càng bập sâu vào ma túy, và nhiều lần chị U bị Ghi đánh đập nếu không cho gá tiền. Quá đau khổ, chị U đã nói lời tuyệt tình. Lúc 20 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2012, Ghi gọi điện cho chị U hẹn ra ngoài nói chuyện. Trước khi đến nhà người yêu, Ghi đã thủ sẵn con dao bầu vào trong áo, để mong chị U chấp nhận tình cảm của gá mà nối lại tình xưa. Trong lúc nói chuyện giữa Ghi và chị U đã xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi van nài người yêu nối lại tình cảm, nhưng không được chị U đồng ý. Quá cay cú vì bị người yêu từ chối tình cảm, Ghi điên cuồng ra tay sát hại nạn nhân, rồi bỏ trốn cùng tài sản cũng được. Vốn là kẻ đã có nhiều tiền án, ăn cơm tù, mặc áo số và là kẻ côn đồ, cuộc đời trượt dài trong vũng lầy. Xét thấy Ghi không còn khả năng cải tạo, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt gã mức án cao nhất là tử hình. Quãng thời gian dài đằng đẵng trong buồng biệt giam, tử tù Lại Văn Ghi rất ít khi nhận được sự quan tâm của gia đình, bởi mọi người trong gia đình coi gã là kẻ bỏ đi, sống cũng như chết. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến Ghi có những cử chỉ hành động chẳng khác nào con thú dữ bị giam cầm. Khi phải chờ ngày đưa đi thi hành án, gã biết cuộc đời gã chẳng còn gì để mất nữa, nên đã điên cuồng tìm đủ mọi cách chống đối lại cán bộ quản giáo. Có lần Ghi còn tích xú uế rồi hất vào cán bộ quản giáo khi mở buồng giam. Gã liên tục dùng những lời lẽ thậm tệ để lăng mạ, chửi bới cán bộ quản giáo buồng giam. Nhiều lần Ghi được cán bộ quản giáo nhắc nhở rồi áp cho gã những hình thức kỷ luật đặc biệt của trại, nhưng gã vẫn chứng nào tận ấy. Có lần tử tù này còn đòi tự tử, nhưng được cán bộ quản giáo phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Chỉ vì quá cuồng yêu, không tìm được lối thoát, tử tù Lại Văn Ghi đã xuống tay với người tình, gây cảnh đau thương tang tóc không thể nguôi ngoai cho gia đình nạn nhân. Còn bản thân gã đã đẩy cuộc đời mình vào bi kịch tình ái, để rồi phải trả giá bằng mạng sống của mình, thật quá đắt. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.